Hòa chung không khí đón Tết Trung Thu với chủ đề Mùa Trăng Yêu Thương, cặp song sinh trúc nhị, diệu nhị, vui vẻ, hồn nhiên vui đùa. Chắc chắn đây sẽ là mùa trăng Trung Thu đặc biệt nhất với hai em kể từ khi chào đời. Đặc biệt là năm nay có sự tham dự của Song Nhi là cặp tách dính lịch sử mà chúng ta đã từng theo dõi. Có được sức khỏe tốt đón Trung Thu sau hơn 2 tháng diễn ra ca phẫu thuật quan trọng. Hiện tại, Song Nhi đã có thể vịn đứng trong thời gian ngắn. Dự kiến đầu tuần sau, hai chị em bé sẽ được xuất viện về nhà cùng bố mẹ trước khi quay trở lại bệnh viện thực hiện cuộc phẫu thuật tiếp theo. Với mong muốn con được sống cuộc đời độc lập, ba mẹ và các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 13 giờ ngày 15 tháng 6. 19 giờ cùng ngày, hai cuộc đời độc lập chính thức bắt đầu. Các em tách rời nhau sau 13 tháng cộng sinh. 92 nhân viên y tế hàng đầu tại các bệnh viện miền Nam đã chung tay làm nên kỳ tích.